Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ vụ ghen tuông nhảy lên nóc capo, cắn tai cô gái ngồi trong xe xảy ra ở Thanh Hóa đúng không? Giận quá mất khôn, người vợ đã khiến cô gái ngồi trong xe chồng bị thương phải chuyển viện điều trị. Mới đây nhất, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích. Trong cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành canh không ngọt, chính vì thế từ đây nhiều vụ việc ghen tuông rồi làm điều giải dột cũng bắt đầu nhen nhóm, chỉ chờ bùng nổ liên quan đến vụ ghen tuông nhảy lên nắp capo ở Thanh Hóa, ngày 3 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với NNH, sinh năm 1992, trú tại huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó chiều ngày 22 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang trèo lên nắp capo chiếc xe ô tô 4 chỗ rồi đạp vỡ kính chắn trước. Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ trên xe tiếp tục mở cửa xe vung tay với một cô gái, người được vợ cho là nhân tình của chồng ngồi trong xe. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn lôi người phụ nữ trên xe ra ngoài. Tuy nhiên cô gái ngồi trong ô tô đã bị thương một phần tai bên trái. Sự việc được xác định xảy ra trên quốc lộ 45 đoạn qua khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống. Sau khi gây ra vụ việc, chị Hát đã đến cơ quan công an trình diện. Tại đây, người phụ nữ cho biết đang có mâu thuẫn tình cảm với chồng, nên ngày 22 tháng 10, khi chị Hát đi siêu thị mua đồ, đã bắt gặp chồng lái ô tô chở theo một người phụ nữ. Do quá ghen tuông, chị Hát đã không kiềm chế được bản thân nên có hành động trên. Người ta vẫn nói ghen là một chất xúc tác kỳ diệu cho tình yêu, thực tế ghen không phải xấu, nhưng ghen tuông thế nào cho thông minh, không hại mình và hại người lại là điều khó ai bình tĩnh làm được, không nên giận quá mất khôn, ảnh hưởng hình ảnh cá nhân và người xung quanh, thậm chí rơi vào vòng lao lý như người phụ nữ trong vụ việc trên.